Hitam no? Hitam. Hitam. Hitam dari tipe sih. Jadi ni. Ở đâu á? Rồi, đi trong bới đi. Này trong bới đi. Này chỗ này. Úi giời ơi, về thế nhỉ. Bây giờ bới đi, để ba kéo lên ra đây. Rồi, bí bơi đây. Đi lên đây, đi lên đây rồi. Đi, thằng đấy. Nào, 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 xuống đây nào. Xuống đây nhanh như thế đi, mùa đó. Bi. Xuống đây. Nằm chưa? Đó. Rồi. À, biết là thứ tư nào, mặc áo đó. Đây, ngồi xuống. Nào, nghịch thế. Ngồi xuống nào. Mà mặc cái nào. Rồi, nào, bên này, đi tiêm nhá. Tiêm vaccine nhá. Đó, 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 đó. Ok. À, bí ông sửa đấy nè, ông sửa để đi tiêm vaccine nào.
Mình sửa đây. Đây 3 cân. À, 3 cân. Rồi hết rồi, còn đâu nữa? Tiêm vaccine nhá. Tiêm vào mặt rồi. Mà tiêm gì không nhỉ? Từ tiêm tiêm vaccine rồi thì tiêm gì không? Đó, ăn bình thường rồi ăn lại nhá, rồi sẽ tiêm cảm ơn nhá. À, chúng ta đi chơi ạ. À. À. Cảm ơn nhá. Có cái hạt này cho cái cỏ đúng không? Em đi thẳng một cái hạt này.
Ờ, được chưa anh, hạt kia hơi cứng. Vừa to quá nhỉ. Đây đây, trái tinh rồi. Trời ở Hà Nội mưa rất là to.